Xin mến chào cô bác và anh chị đã quay trở lại với kênh của em. Khung cảnh thật là yên bình. Ở những vùng quê thì không cần những cái tường rào cao cổng kín tường, mà những cái bờ rào thì sẽ được trồng những cái loại cây. Đây là một cái loại cây mà thường xanh quanh năm, ra hoa thì cũng gần như là quanh năm, và không chỉ là một cái cây mà được trồng là bờ rào. Đây là một cái cây dược liệu quý nha cô bác và anh chị. Một cái cây rất là quen thuộc nhưng mà nhiều người lại không biết nó là một cây dược liệu quý. Vậy trong video ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ đến quý cô bác và anh chị những cái công dụng dược liệu rất là tuyệt vời của cây dâm bụt. Trong y học cổ truyền nói chung và những cái cây thuốc nam nói riêng thì những cái cây dược liệu chủ yếu là những cái loại cây ở xung quanh chúng ta, những cái loại cây rất là gần gũi và quen thuộc với cái đời sống hàng ngày. Dâm bụt hay còn có tên khác như là hồng bụt, phù tang, mộc cẩn hay là cái bông lồng đèn theo cái phương ngữ của người Nam Bộ, và phân bố chủ yếu ở các cái nước nhiệt đới và cận nhiệt đới. Bộ phận được sử dụng làm thuốc của cái cây dâm bụt này thì người ta sẽ sử dụng hoa, rễ, lá và cái phần vỏ rễ và vỏ thân. Hoa thì được thu hái vào mùa hè, rễ và lá thì được thu hái quanh năm. Sau khi thu hái thì mình có thể sử dụng tươi hoặc là dùng khô nhé. Theo nghiên cứu của y học hiện đại thì cây dâm bụt nó có tác dụng điều trị một số các cái bệnh như là viêm kết mạc cấp, viêm tuyến tai, kinh nguyệt không đều, ngắn vòng hay là ra nhiều máu, ròng huyết, trúng khử, cấm khẩu, mụn nhọt, sưng tấy, đại tiện ra máu, mủ lị lâu ngày không khỏi, đái đỏ, đái bút, quai bị sưng đau, nổi mẩn ngứa hay là phụ nữ da khí hư nhiều. Còn theo y học cổ truyền thì cái cây bông bụt nó có rất nhiều công dụng. Cụ thể là cái vỏ rễ của cái cây dâm bụt thì nó có tác dụng tiêu viêm, chống ho và điều kinh. Hoa và lá thì có tác dụng thanh nhiệt cơ thể, giải độc, chỉ huyết, lợi tiểu, tiêu thủng, sát trùng, cố tinh, viêm kết mạc dạ dày, ruột, đái hạ, ghẻ lở, mụn nhọt, mộng tinh, kết lỵ, đại tiện ra máu. Rễ thường được dùng để điều trị các cái bệnh như là viêm kết mạc cấp, viêm tuyến mang tai, viêm đường tiết niệu, viêm khí quản, bạch đới, viêm cổ tử cung, mất kinh và kinh nguyệt không đều. Theo y học cổ truyền thì cái rễ của cây dâm bụt nó có tính bình và vị ngọt, hoa và lá thì có tính bình và vị ngọt, quy vào kinh can, đại tràng và tỳ. Với liều lượng sử dụng là từ 15 đến 30 gram vỏ rễ và lá một ngày. Có thể dùng tươi hay là dùng ở cái dạng khô đều được. Mình có thể dùng đơn độc hoặc là kết hợp với các vị thuốc khác. Dưới dạng nấu nước uống, nấu thành cao hay là tán bột để làm hoàn hoặc là đắp ngoài da đều được. Ngoài ra thì mình cũng có thể hãm nó với nước sôi để uống như trà, rất là tốt cho sức khỏe. Và bây giờ thì em sẽ chia sẻ đến cô bác và anh chị một số bài thuốc từ cây dâm bụt. Thuốc đầu tiên đó là bài thuốc mà được rất là nhiều cô bác và anh chị mình biết và ứng dụng, đó là người ta sử dụng cái cây dâm bụt này để điều trị cái quai bị sưng đau. Thì mình sẽ dùng 3 đến 40 gram cái lá của cái cây này, mình sẽ rửa sạch với nước muối và dùng từ 5 đến 10 củ hành, mình bóc vỏ rửa sạch và thái nhỏ. Mình cho vào cối, mình giã nát cả cái lá và cái hành này. Sau đó thì mình có thể chế cái nước sôi để nguội vào, khuấy và gạn lấy cái phần nước mình uống. Và cái phần bã thì mình sẽ đắp lên cái vùng mà bị quai bị sưng đau. Sau đó thì mình dùng băng và cố định, thay băng ngày một lần. Và mình sẽ áp dụng cho tới khi mà cái tình trạng mà bị quai bị của mình nó thuyên giảm và nó khỏi hẳn nhé. Cái bài thuốc thứ hai đó là bài thuốc người ta dùng cái cây dâm bụt để điều trị cái ung nhọt, sưng đau và đơn độc. Khi mà bị lên những cái ung nhọt hay là những cái đơn độc nó lên mà nó làm cho mình sưng đau thì mình có thể dùng cái lá và hoa của cái cây này, mình rửa sạch với nước muối, sau đó thì mình cũng giã nát với một ít muối hoặc là một ít cái vôi ăn trầu và vệ sinh cái vùng da sạch sẽ, sau đó thì mình đắp lên cái vị trí bị sưng đau. Sử dụng như vậy 1 đến 2 lần một ngày và áp dụng từ 3 đến 5 ngày, nó sẽ làm cho cái mụn nhọt của mình nó vỡ mủ và giảm cái tình trạng sưng đau nhé. Là một cái bài thuốc dân gian rất là hiệu quả. Thuốc tiếp theo đó là bài thuốc mà người ta dùng cái cây dâm bụt để điều trị cái kinh nguyệt không đều, da huyết nhiều hay là kỳ kinh bị sớm. Thì cô bác và anh chị mình có thể sử dụng 20g cái vỏ cây của cái cây dâm bụt này kết hợp với 20g cái lá huyết dụ. Mang rửa sạch và mình cho với khoảng 600 ml nước sạch.
Mình sắc thuốc với cái lửa nhỏ trong vòng 30 phút hoặc là cho tới khi mà cái lượng nước còn lại 1 phần 3 thì mình chắt lấy cái nước và chia làm 2 lần uống trong ngày. Mình uống ngày một thang hay là mình cũng có thể sử dụng cái cây dâm bụt này để điều trị khí hư hay còn gọi là bạch đới ở chị em phụ nữ thì mình sẽ dùng một nắm lá cái cây này kết hợp với một nắm lá bạch đồng tử và mình mang rửa sạch và cho vào nồi cùng với khoảng 800 ml nước lọc. Thực hiện sắc uống với lửa nhỏ cho tới khi mà cái lượng nước trong nồi còn một nửa thì mình chắt lấy cái phần nước và mình chia làm nhiều lần uống trong ngày. Uống thay trà mỗi ngày thì nó cũng điều trị được cái bệnh da nhiều khí hư, huyết trắng ở chị em phụ nữ. Bài thuốc tiếp theo đó là bài thuốc từ cái cây dâm bụt điều trị cái bệnh viêm tuyến mang tai. Thì mình sẽ dùng 30 g lá hoặc là hoa của cây dâm bụt ở dưới dạng tươi ngâm và rửa sạch với nước muối cho vào nồi cùng với khoảng 600 ml nước và mình sắc với lửa nhỏ cho đến khi mà còn lại 1 phần 3 thì mình chắt lấy cái nước và chia làm 2 lần uống trong ngày. Kết hợp với việc uống cái nước của cái cây là hoa và lá cây dâm bụt thì mình có thể dùng cái hoa hoặc là lá này kết hợp với cái lá của cây phù dung mình giã nát đắp vào cái vị trí đang bị bệnh làm đều đặn cho tới khi mà cái tình trạng viêm tuyến mang tai của mình được cải thiện nhé. Thuốc tiếp theo đó là bài thuốc người ta dùng cái cây dâm bụt này để điều trị viêm kết mạc cấp. Thì mình sẽ dùng 30 g cái rễ của cái cây dâm bụt, mình rửa sạch dược liệu rồi cho vào nồi, rót thêm khoảng 600 ml nước và mình sắc với lửa nhỏ cho đến khi còn lại 1 phần 3. Và bài thuốc tiếp theo nữa đó là bài thuốc người ta dùng để điều trị cái trúng thử cấm khẩu. Thì mình có thể sử dụng cái lá của cây dâm bụt này ở dưới dạng tươi, rửa sạch và ngâm với nước muối cho nó sạch sẽ. Sau đó thì mình sẽ cho một ít muối vào, mình giã nát cùng với cái lá của cây dâm bụt này và dùng vải mùng hoặc là mình dùng cái dây mình chắt lấy cái nước cốt, mình uống ngày một lần, sử dụng cho tới khi bệnh nhân thuyên giảm cái tình trạng bệnh. Và một cái bài thuốc tiếp theo em muốn chia sẻ đó là người ta dùng lá và hoa của cái cây dâm bụt này để điều trị mẩn ngứa, giúp tiêu độc. Thì mình sẽ dùng lá và hoa rửa sạch mang phơi khô dưới bóng râm, mỗi ngày mình sẽ lấy từ 3 đến 5 gram và mình cho vào tách, mình pha như pha trà hãm khoảng 20 phút thì mình sẽ uống thay trà mỗi ngày thì nó sẽ giúp tiêu độc, thanh nhiệt, giải độc cho cơ thể rất là hiệu quả và điều trị mẩn ngứa rất là hiệu quả. Còn rất là nhiều các bài thuốc từ cây dâm bụt mà trên đây thì em chỉ chia sẻ đến cô bác và anh chị một số các cái bài thuốc điển hình cũng như là tiêu biểu từ cái loại dược liệu này. Một loại dược liệu rất là quen thuộc đối với chúng ta nhưng mà nhiều khi mình không có chú ý đến nó hoặc là mình cũng không xem trọng nó. Tuy nhiên đây là một loại dược liệu lành tính và cô bác và anh chị có thể ứng dụng vào đời sống. Video của em chia sẻ về cây dâm bụt đến đây cũng kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác và anh chị ở các video tiếp theo. Em cảm ơn cô bác và anh chị đã theo dõi và ủng hộ kênh nhé.